hãy luôn luôn ngưỡng mộ và theo gương những người thành công và giàu có nếu có một ai thành công và giàu có mà chúng ta chưa biết họ chúng ta chưa gặp họ bao giờ chúng ta không có hiểu họ là ai hết mà họ thành công và giàu có thì cứ ngưỡng mộ đi cứ chúc mừng trước đi cứ chúc mừng cho cái kết quả mà họ có ví dụ như là anh chị lần đầu tiên gặp huy đi có rất là nhiều người lần đầu tiên gặp Huy thì anh chị sẽ có ấn tượng đầu tiên, mỗi anh chị sẽ có một cái ấn tượng khác nhau. Và cái ấn tượng đó là từ đâu ạ? À? Ấn tượng đó có thể là do cái tiềm thức của anh chị, có thể là do cái tâm thức của anh chị. Chúng ta không nhìn bằng mắt mà chúng ta nhìn bằng tầm thức. Và có thể một số anh chị nhìn vào và thấy rằng là À, cái ông Huy này nhìn không được tích cực nè Ông Huy này rất là không có tốt nè Ông Huy này hay lừa tin À, bởi vì sao? Bởi vì có thể là ngày xưa bạn đã từng gặp một cái người nào đó Nhìn cái mặt giống giống vậy Nhìn cái tướng giống 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 vậy Và đã vô tình lừa tình bạn hay đưa đâu đó Cái bạn bị điểm đen trong quá khứ Cái là bây giờ thấy cái mặt giống giống Hay cái tướng tướng giống giống Thấy cái người giống giống Cái là à, mặc định luôn nhưng mà có phải là ấn tượng đầu tiên như vậy Nhưng mà cho Huy hỏi anh chị Cái lần đầu tiên anh chị gặp Huy Trước đó anh chị đã gặp Huy bao giờ chưa Anh chị đã biết Huy chưa Anh chị đã dành bao nhiêu thời gian để tiếp xúc với Huy rồi Mà anh chị có thể xác định điều đó Và một số anh chị khác thì sao Một số anh chị khác Thì lại có cái ấn tượng khác là gì Ồ sao bạn này đi trai quá vậy Wow, sao bạn này dễ thương quá vậy, ôi sao bạn này giàu quá vậy, sao bạn này tuyệt vời quá vậy, trời, ơi, sao bạn này vô tính quá vậy. Nhưng mà rõ ràng là ngay cả những anh chị có ấn tượng tốt với Huy, thì anh chị đã từng tiếp xúc với Huy chưa? Anh chị đã gặp Huy ngoài đời chưa? Anh chị đã từng làm việc với Huy chưa? Lần đầu tiên á, cái ngày đầu tiên đó, chưa đúng không? À? Nhưng mà tại sao anh chị lại có ấn tượng đó? vậy có thể là trước đây, ngày xưa, ngày xưa có thể là anh chị có một bộ phim nào đó hoặc là có một cái ai đó nhìn cái mặt giống giống mình nè, đó có cái tướng tướng giống giống gì nè, vô tình cái người đó cũng là một người rất là dễ thương, một cái người rất là thân thiện, một cái người rất là tài giỏi một cái người rất là đẹp trai đã rất là tốt với anh chị cho nên là anh chị có cái ấn tượng tốt với cái người nhìn giống giống như vậy và chúng ta nhìn cuộc đời này không phải bằng mắt mà bằng cái tâm thức của mình và đừng bao giờ đánh giá người khác theo cái quan điểm của mình anh chị đừng trong mặt mà bắt hình dông. và việc của chúng ta là hãy luôn luôn nhìn vào những cái điều tích cực từ người khác anh chị ha và cái cách mà chúng ta nhìn người khác á, thì nó có một cái điều tuyệt vời đó là chúng ta đang nhìn chính vào tấm gương của mình đó anh chị cái cách chúng ta nhìn vào người khác như thế nào thì đó là chúng ta đang nhìn vào chính mình đó và khi mà anh chị gặp một cái người thành công, một cái người mà ăn mặc đẹp nè, một cái người mà thành công nè, một cái người mà giàu có nè thì mình chúc phúc cho họ mình ngưỡng mộ họ bởi vì sao bởi vì lúc đó là mình đang là gì à tôi cũng muốn như vậy bây giờ có một ai đó vừa mới mua một chiếc xe mới thì sao à trời ơi ngưỡng mộ chúc mừng tại vì sao tôi cũng muốn có ai mới có cái nhà mới thì sao ngưỡng mộ chúc mừng bởi vì sao tôi cũng muốn có ai mới được tăng lương ai mới được gia tăng thu nhập ngưỡng mộ chúc mừng bởi vì sao bởi vì tôi cũng muốn có điều đó và chúng ta sẽ trở thành cái người mà chúng ta ngưỡng mộ chúng ta sẽ trở thành cái người mà chúng ta theo gương chúng ta sẽ trở thành cái người mà chúng ta yêu mến anh chị ha